Ngoài sân bay và bến xe, thì tại ga Sài Gòn, nhiều hành khách cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm đơn, ngẫu nhiên để tầm soát COVID-19 chủ động. Đây là biện pháp nhằm phát hiện kịp thời người mang mầm bệnh, không để xâm nhập vào cộng đồng sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán khi người dân đổ về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Ga Sài Gòn tổ chức xét nghiệm tầm soát chủ động, ngẫu nhiên tại nhà ga đối với hành khách đến từ các tỉnh thành phố có nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế. Hiện mỗi ngày, ga Sài Gòn lấy 100 mẫu đơn ngẫu nhiên đối với hành khách đến ga.